Thưa quý vị, nhằm giúp các hộ dân sinh sống ở khu vực trũng thấp thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, có điều kiện giảm nhẹ thiệt hại, thích ứng với biến đổi khí hậu, ngày 29 tháng 9 năm 2021, Nghị quyết số 32 quy định về mức hỗ trợ xây dựng chòi phòng tránh trú bão lũ lụt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã được ban hành. Sau 2 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 32 đã mang lại hiệu quả rõ nét, được các cấp và người dân Quảng Nam đồng tình ủng hộ tích cực. Nông Sơn là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai, nhất là tình trạng ngập lụt, nhưng việc di dời dân lại gặp khá nhiều khó khăn. Thực hiện nghị quyết 32, Hội đồng dân tỉnh về xây dựng phòng chòi tránh trú bão lũ giai đoạn 2021-2025 đã giúp nhiều hộ gia đình ở Nông Sơn vừa yên tâm tránh trú vừa có thể sinh hoạt tại chỗ tạm thời trong thời gian bão lũ xảy ra. Đợt 1 năm 2023, toàn huyện Nông Sơn có 67 phòng chòi tránh trú bão lũ đã được hỗ trợ xây dựng trước mùa mưa bão. Đây là một cái chủ trương phải nói rằng là rất là ý nghĩa, bà con cũng rất là mong chờ, và cũng có thể nói rằng là khi bà con làm được các cái chòi tránh bão này thì cũng giảm tải đi cái áp lực cho địa phương mỗi khi mùa mưa bão đến, thể hiện được cái sự quyết tâm cao của huyện, của các cấp các ngành và của toàn thể bà con nhân dân trong việc cái thực hiện và chòi tránh bão theo cái nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh. Tại thành phố Tam Kỳ, Tam Thanh là một xã bãi ngang ven biển trực tiếp hứng chịu những cơn bão khi mùa mưa bão tới. Sau khi nghị quyết 32 về hỗ trợ chòi phòng trú bão lũ lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được ban hành, Ủy ban nhân dân xã Tam Thanh cũng đã thành lập ban chỉ đạo để hỗ trợ xây dựng chòi phòng tránh trú bão cũng như kế hoạch thực hiện các năm. Tất cả những cơn bão nào đó chính quyền họ cũng lo đưa dân đi hết. Nhưng mà năm nay có chính sách nhà nước cũng tài trợ giúp thêm cho mình đó. Mình làm được cái nhà chống bão thì thấy cũng rất là cảm ơn chính quyền địa phương, nhà nước họ có quan tâm giúp đỡ cho những người già, đỡ lỡ sau này bệnh quản lý không được là cũng nhờ cái gần này mới dọc ra được. Trong năm 2023 thì chúng tôi cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện, và hiện nay thì đối với Tam Thanh thì năm 23 là được hỗ trợ là 75 trường hợp, và hiện nay chúng tôi cũng đã triển khai thực hiện là 52 trường hợp, và bước đầu thì được người dân đánh giá cũng rất là cao. Và sắp tới đây thì chúng tôi cũng hoàn thành luôn trong cái năm 23 này những cái trường hợp còn lại mà chưa được hỗ trợ. Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025, Quảng Nam triển khai cho khoảng 12.300 hộ với mức kinh phí khoảng hơn 100 tỷ đồng. Riêng năm 2023, tỉnh Quảng Nam sẽ triển khai xây dựng cho gần 3.550 hộ. Tập trung cho các cái gia đình hộ nghèo, là các cái gia đình nằm trong cái vùng mà thường xuyên bị ngập lụt. Hay nói chính xác là ngập mà từ một mấy năm trở lại. Với mong muốn là thứ nhất là khi cái bão lũ đánh khẩn cấp thì người dân không phải đi sơ tán đâu xa. Tạm thời là ở ngay cái chòi của mình là được rồi. Sau khi dứt bão này thì có thể nếu có lụt thì là tiếp tục là có cái gác để đảm bảo mà vượt cái mức lũ thường xuyên hàng năm. Như thế này có thể nói rằng là nó mới giảm đi được cái thiệt hại về tài sản cũng như người. Năm 2023, thiên tai tiếp tục được dự báo có những diễn biến khốc liệt với nhiều đợt mưa lớn, bão, dông lốc và mưa đá trên diện rộng. Do đó, để phát huy hơn nữa hiệu quả nghị quyết 32, các sở ngành địa phương cần phối hợp chặt chẽ tuyên truyền và đồng người dân mạnh dạn đăng ký tiếp cận chính sách hỗ trợ xây dựng chòi phòng tránh trú bão lũ.